Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Con cũng không có quan tâm thứ này lắm đâu, tại vì con cũng sao ta không có phải gu con á. Không có phải gu con á. Không có cái ấn tượng gì hết à. Lúc mà nghỉ giữa giờ, con lấy cái điện thoại của vợ con, cái con lấy hết thông tin luôn. Con nhắn qua số của con. Em không mấy giờ hết dịch rồi, tranh thủ mình đám cưới đi, không dịch nữa. Tưởng đâu cầu hôn con, họ rủ con đám cưới giống rủ đi xem phim, đi cà phê gì đó. Đó con hụt hẫng liền. Mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Không cần tưới. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Phan Ngọc Trinh, con 33 tuổi. Con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con làm content creator. Kênh của vợ chồng con là Vợ Chồng Nhà Tám. Con chuyên làm những cái nội dung về entertainment, kiểu như mang những cái câu chuyện vui, tích cực. Rồi mời chồng của Ngọc Trinh. Dạ xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quốc Thuận. Con tên là Hồng Phát, mọi người thường biết đến con với cái tên là Tám. Tại vì tên Phát mọi người thấy đọc chạy ra là thứ 8 nên thành ra gọi con là Tám không ạ. Con hiện tại đang sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và công việc của con cũng là content creator. Đó bây giờ hai vợ chồng nhà Tám, chúng ta quay ngược là cái thời gian mà hai đứa thời gian trở về quá khứ phút giây chành lòng. Đó, cái phút giây mà hai đứa bắt đầu chành lòng. Đó, chành lòng. Hai đứa con là làm chung công ty bên mảng sale ô tô. Quê con ở Tây Ninh cho nên là con làm ở chi nhánh Tây Ninh. Chồng con thì làm ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tụi con có đào tạo tập trung. Con cũng không có quan tâm thứ này lắm đâu, tại vì con cũng sao ta không có phải gu con á. Không có phải gu con á. Không có cái ấn tượng gì hết à. Bữa đó con tình cờ con chụp hình cái phòng đào tạo để gửi cho mấy đứa bạn xem là ta đang đào tạo nè, kiểu vậy đó. Sau này nhìn lại cái tấm hình đó, tự nhiên có khứa đứng quay mặt nhìn mình. Để quay lại, y như là tín hiệu vũ trụ. Tự dưng trong tấm hình đó có một khứa nhìn với ánh mắt thèm khát. Con thèm hay. Con xác nhận lại là có thèm. Đó, như vậy là bên này là khoái bên này nè. Con biết vợ của con trước khi mà vợ con đi lên học đào tạo rồi. Tại vì lúc đó làm chung một công ty thì cũng đông lắm, mà làm chung hệ thống thì người ta đồn với nhau. Ê 88 ở dưới Tây Ninh đó có con nhỏ kia, nó đẹp lắm mày. Mà nó mặc cái váy ngắn có con gian tay à. Chân nó dài nè, đẹp lắm, xinh lắm. Mà cái con thấy lên thấy cũng xinh thiệt. Cái con đi vô con mới địa, con nhìn có cái gì vậy? Gian tay thiệt không? Dạ mặc gian tay thiệt, là ngắn nhất hệ thống luôn. Đúng 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 rồi. Tại vì con là chân dài nữa. Dạ. Đó. Rồi sao nè? Lúc mà nghỉ giữa giờ, con lấy cái điện thoại của vợ con, cái con lấy hết thông tin luôn. Con nhắn qua số của con. Tự nhiên giống như điện thoại của mình vậy. Dạ. Ký ức của con là lúc đó không quan tâm gì hết. Đó hai đứa về rồi cái cũng 2 tháng sau á. Dạ đúng. Không có nhắn tin gì hết cô. Thì tự nhiên cái bữa đó con cũng không có vui trong bụng, cũng sao sao á. Cái có tin nhắn của này là nhắn để hỏi về công việc thôi. Con cũng trả lời cái xong nhắn tin qua lại sao mà hợp gu hay sao. Cái kể từ đó nhắn tin từ sáng, cứ sáng mở mắt ra nhắn tin tới khuya 12 giờ đêm, 1 giờ đêm. Nhắn tin mấy tháng trời. Đợt đó chắc con không vượt chỉ tiêu đâu ha. Nhờ vậy mà bỏ luôn làm xe đó em. Lý do gì mà lấy Facebook rồi mà tới 2 tháng mới nhắn tin vậy phát? Con thích bạn nhưng mà cũng lo công việc. Thứ hai nữa là mình phải theo dõi người ta, coi người ta làm sao. Sau đó là coi như là có cái việc gọi là nhắn tin suốt. Dạ. Tám là ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Còn đây là ở Tây Ninh. Dạ. Là vì mối tình này sao ta? Tốn xăng dữ ạ. Sau đó khoảng cũng 2 tháng luôn, hẹn nhau đi xem phim. Con ở Tây Ninh, con xuống Sài Gòn xem phim. Con sang quá, con quá sang luôn. Hôm bữa đó đi coi phim rồi cái về dính luôn á cô. Vô trong phim có coi phim không? Có nhớ được bộ phim đó là phim gì không? Thật sự là con không nhớ bộ phim gì. Lúc đó cái vô cái con ôm luôn, cái con thấy cũng chịu, cái cũng dựa đầu vô con luôn. Cái con nghĩ là đến được với nhau rồi đó, có nghĩa là thương nhau rồi đó. Dạ. Chứ con cũng không tỏ tình gì hết luôn. Hôm bữa đó xem phim xong con về Tây Ninh. Rồi nó sang quê luôn á, nó bắt xe lên đây coi phim, xong rồi nó coi phim xong nó về liền trong đêm. Rồi trong bao lâu thì chịu hết nổi với cái tình trạng đó mà phải khi hai ta về một nhà. Tức là con có chuyển công tác không? Thì tới cái khúc này là đụng cái là năm đó vô năm dịch, vợ con lúc đó đang ở trọ. Mà con sợ là ở bên ngoài á, lại ở một mình, rồi không ai chăm nom, không ai chăm sóc này kia các kiểu.
cái con nói thôi em ơi, giờ qua nhà anh ở đi, đỡ mất công có chuyện gì thì anh đúng có rồi. Chờ đỡ tốn kém nữa. Ủa nhưng mà lúc đó con ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ hay con ở chung với ba mẹ. Là ba mẹ đồng ý cho bạn về ở luôn? Dạ tại vì ba mẹ con thương vợ con lắm. Dịch xong á thì con có rủ vợ con đám cưới. Coi video thấy người ta được cầu hôn mê quá trời, người ta đi ra đường đi bộ rồi ta cầu hôn quá trời luôn. Tưởng đâu cầu hôn con, họ rủ con đám cưới giống rủ đi xem phim đi cà phê gì đó. Đó con hụt hẫng liền. Con nghĩ là thân á, cái tính của con cũng đơn giản. Cái con nói em không mấy giờ hết dịch rồi tranh thủ mình đám cưới đi, không dịch nữa. Rồi cái nó cũng chịu luôn. Dạ chịu luôn. Bây giờ lỡ rồi cô. Nó ở chung rồi. Vậy không đúng à, rồi. Không cưới sao được cô, phải cưới. Đúng rồi. Thôi kệ, nó cưới là hơn rồi cô. Nó cưới là hơn rồi. Rồi cưới xong rồi bắt đầu mới nghỉ dạ. Làm xe đúng, dạ, đúng không? Rồi. Rồi mới chuyển qua làm này gì. Dạ. Thôi sẵn cái đó qua luôn qua cái phần mà phần kia. Mà kia đi. Lúc mà bắt đầu ở chung nhau là tật xấu lòi ra làm sao nè. Đó. Vợ con có mấy tật xấu lần. Cái thứ nhất á, nó như đàn ông vậy, bồng chật nè, thẳng thắn như ruột để ngoài da, có gì nói thẳng á, thẳng liền, nói liền. Cái thứ hai nữa là cái gì nặng nó cũng làm. Con không có ngờ mà nó khiêng một cái bình nước suối 20 lít mà nó bỏ lên cái máy nước. Cái củi của con á là nó khiêng từ dưới lầu 1 khiêng lên lầu 3 rồi xong về tự động ráp luôn. Rồi gì nữa nè? Trong lúc mà nói chuyện nhau á, cái này là con khó chịu cực kỳ luôn á. Là hồi lúc quen nhau con đã biết rồi, vợ con có cái nút bu te trong đầu á. Em lặng bất cứ lúc nào á. Thời gian gần đây mới thú nhận là anh ơi, em có cái năng khiếu hay lắm. Là em nói chuyện với người ta em gật vậy nè, em nghe chủ động luôn. Nhưng mà em có cái nút mute te trong đầu em á, chỉ bật lên cái là anh nói gì em không nghe đâu. Nên nhiều lúc mà cãi lộn á, tính con hay trình bày lắm. Là vợ con bật cái nút đó lên là giống như con ngồi nói chuyện mình vậy đó. Cái đó không phải mute te mà là biết tạm thời á. Kệ nó muốn nói gì nó kệ, không quan tâm. Nói nhiều nhức đầu cô. Đó. Nói nhiều lắm, chồng con được cái nói nhiều lắm. Rồi bây giờ con mong muốn Trinh thay đổi điều gì để Tám? Con chỉ mong muốn là vợ con bớt lại cái sự mà tự bảo vệ mình, có thể nghe nhiều hơn và nói nhiều hơn cái cảm nghĩ trong lòng của mình, con che chở được nhiều hơn. Rồi bây giờ tới con đó Trinh nè. Tấm vợ nói về tấm chồng á. Chồng con có cái tật xấu mà con rất là sợ là ngủ mớ mà mớ khủng khiếp lắm cô. Con đang ngủ rất là ngon, khứa này tự nhiên đâu á, ôi trong cái phòng rất là kín luôn mà la quá trời luôn, nó tru lên như sói vậy. Đúng rồi, nó tru lên á cô. Đúng rồi, dùng từ đó đúng rồi đó. Đó từ đó giờ con không biết dùng cái từ gì luôn. Con tưởng một mình thôi, bây giờ thằng nhóc của thằng con, thằng nhỏ cũng mơ, nó mới là mới có di chuyện, nó mới di chuyện luôn. Lâu lâu nó ngồi vậy nó nhìn vậy nè, rồi nó mở mắt luôn mà nó đang ngủ rồi, coi như là con nằm ở giữa đó. Cái xong con nhìn hai cha con không ngủ nổi luôn. Tắm cha tắm con nó mới được. Rồi họ cái mới đó đó là cái hành vi không thể mà kiểm soát được đó, cho nên không thể xem là tật xấu. Còn cái gì khác không? Chồng con bị nghiêm khắc thái quá. Ví dụ như cái đồ đó để đâu, xài xong để đó. Cái máy massage mua về người ta bọc lại siêu này nọ, mở ra xài xong bỏ vô lại y chang lúc chưa bóc siêu luôn. Không, bây giờ sợ. Mỗi lần con bị mỏi con đâu dám lấy ra xài, tại nó vì con hư biết đó. Con kỹ xài rồi, nó kỹ lắm đó. Luôn trời ơi kỹ vậy là không, như vậy là kỹ quá. Quá kỹ. Có quan tâm vợ mà một cách thái quá luôn không? Y như con gái luôn, con không quen luôn. Chăm sóc nhưng mà từ cái ăn uống rồi đi ngủ là tối bắt lên ngủ đúng giờ á. Rồi cái con nằm con coi điện thoại coi tivi là la liền kêu tắt đi ngủ. Làm con bị mệt, con không quen á. Là những cái đó kiểu như là cũng hơi khó chịu á. Đến nỗi mà ví dụ như con đi ra đường đi, con make up xong cái thôi, em sao không trang điểm lấy cổ, lấy phấn dặm ra cái lưng luôn cho con, kiểu vậy đó. Cho nên là nhiều khi con nói thôi bớt rồi được không, thôi em thấy vậy được rồi, kiểu vậy. Giờ con ước mong khứa tám thay đổi cái gì đi. Có những cái mà kiểu như là anh bị hơi thái quá đó thì anh bớt lại cho người bên cạnh của anh được thoải mái hơn xíu. Em cũng lớn rồi, em cũng là mẹ rồi thì em cũng biết tự chăm sóc người, mặc dù đó là tình yêu, tình thương, nhưng mà nhiều khi thái quá làm cho cái người bên cạnh mình hơi bị ngọt ngạt á. Bị ố về. Ố về. Mọi thứ yêu thương, chăm sóc, quan tâm là điều đó là điều rất đúng. Dạ, nhưng đó. Đừng có ố về quá. Dạ, đúng rồi. Nhớ nhẹ nhàng lại. Con muốn một cái bày tỏ dạ. Hay là con có muốn làm một cái gì bất ngờ gì dành gì? Tặng cho bé Tám không? Đây là cơ hội và sân khấu này là của con. Thông qua chương trình này thì anh cũng hiểu em mong muốn anh là sẽ bớt cái sự mà hơi quá mọi thứ. Thì anh cũng sẽ tiết chế anh lại.
Lúc nãy là vợ có nhắc về cái chuyện mà hồi năm đại dịch á, cái tính của anh thì hồi xưa anh thẳng quá, anh đơn giản, anh hơi thực tế, nhưng anh chưa có cầu hôn với em. Qua cái kỷ niệm ngày cưới 2 năm cũng một ít hôm rồi, nhưng mà cho anh xin phép là có chương trình đây, anh cũng cầu hôn em. Anh biết là về sống với nhau là vui sẽ rất là vui, khổ thì cũng sẽ rất là khổ, nhưng mà em có thể ráng khổ và ráng vui cùng với anh mấy chục năm nữa không? Trời làm vợ nha. Giờ xúc động quá rồi kìa. Trời ơi, xa cách vậy, thường này xong là phải ôm ấp đồ. Vợ không nói gì nói chồng gì đi. Có mắc cỡ không? Tại vì hồi đó giờ chồng không có sến vậy. Cái tính của em hơi cọc thì có những lúc á em cãi nhau với anh á, nhiều khi em nói những cái lời không có hay á, sau đó là buổi tối á, nhiều khi thường ngẫm lại những cái lời mình nói á thì cũng thấy nó kiểu như là không có đúng đó, thì sau này em sẽ tiết chế em lại để vợ chồng mình vui vẻ hơn, chứ nhiều khi gây lộn hoài cái mất tình cảm thì sau này em sẽ tiết chế cái cảm xúc của mình lại, với lại lắng nghe nhiều hơn, không có làm cho hai đứa phải buồn, cho gia đình phải buồn. Hay quá, cả hai cùng tiết chế hết. Đúng rồi. At the beginning, I'm happy to be here in your town and to meet your relatives, your family, and I really feeling part of your family now. Thì em gọi cho ảnh và em khóc rất là nhiều, thì ảnh mới nói là để ảnh giúp. Và anh nói là đừng có ngại về cái việc mà nhận tiền của ảnh để mà mua laptop mới. Vậy anh biết là em đi học là nông dân nên là không có nhiều tài chính, thì ảnh chủ động giúp đỡ. And after this trip I think I love you more. Yeah. Wow. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại hai vợ chồng nhà Tám. Còn bây giờ không biết, không biết cặp vợ chồng tiếp theo có phải là nhà 9, nhà 10 hay không nha. Mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng số 2. Chào chào. Xin chào hai vợ chồng. Con chào cô chú. Xin chào. Xin chào. Can you speak Vietnamese? A little bit. A little bit. Xin chào. Tôi là Michel. Nui Y. Người Ý. Người Ý. Michelle bao nhiêu tuổi? How old? I'm 44 years old. 44 tuổi. Mm-hmm. What's your job? I'm a process engineer in my company, of course, in Italy. Engineer. Kỹ sư. Kỹ sư về vi trình ạ. Sư về vi trình. Thế em đó. Dạ, em chào anh chị. Em là Khả Tú Lệ, 37 tuổi. Ba mẹ tôi. Quê của em ở Củ Chi và tụi em đang sống ở Ý. Em làm gì? Công việc gì? Dạ, trước đây là em giờ là du học sinh Ba Lan, em vừa mới tốt nghiệp xong và em đang ở nhà chưa đi làm và em đang tìm kiếm một cái chương trình học cao hơn ở bên Ý. Wow. Có nghĩa là chưa dừng lại. Dạ. Đúng không? Học học nữa, học mãi. Dạ. Tức là chồng nuôi, hiện giờ là chồng đang nuôi. Dạ vâng ạ. Tú Lệ là đi học lâu chưa? Dạ, em đi học 2 năm trước, vào ngày 18 tháng 5 năm 2022. Em học ở Ba Lan. Học được mấy năm thì lại gặp Michel? Em qua thì trong vòng khoảng 2 tháng là em gặp anh này. Lúc đó Michel đến Ba Lan chơi luôn? Dạ không, em qua Ý nghỉ hè. Và trước đó thì tụi em chat trên mạng, chứ Facebook. Tức là quen nhau qua mạng. Dạ, trên Facebook rồi đúng không? Dạ không, một cái ứng dụng hẹn hò. Vậy thì là qua cái app hẹn hò tụi em quen nhau bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Em nhớ là chắc tầm khoảng hơn một tháng mấy khi chat với nhau xong rồi nhà em có đi nghỉ hè ở bên Ý thì mới hẹn anh này ra gặp mặt luôn. Michel, how do you feel when the first time you show her? Was something that happened very fast, so we have the chance to meet in Italy, and when I met her the first time, I immediately have a good feeling about positive energy from her. Hai gặp nhau và rất là ấn tượng về những cái tích cực ở bên trong của em. Đó là những gì? About you, of course, I can say that you are always smiling. Smile. And positive and full of energy,
And so it's something that make me happy, of course, and also give me motivation to follow her in this. Oh. Yeah, so this is something very nice. Và đặc biệt là em là người đã tự suy nghĩ ra một cái chương trình dating online để em quay hình anh này. Là sao, là sao? Em rất là thích cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở Việt Nam. Và em suy nghĩ ra cái format chương trình đem ra quốc tế. Hẹn hò thì mình sẽ có bao nhiêu vòng, rồi những cái câu chuyện gì mình sẽ phỏng vấn nhân vật. Cuối cùng là em là người chia sẻ với anh này và em phỏng vấn ảnh. Sau đó em là người yêu cầu là bây giờ vòng 1 qua rồi, bây giờ em muốn đi về nhà trong vòng 7 ngày để trải nghiệm văn hóa của nước Ý, gặp ba mẹ, giống như là một cái chương trình truyền hình thực tế như vậy luôn. Ảnh đồng ý luôn. Ồ, sao mà ảnh dễ dụ quá vậy? Em rất là ấn tượng ở cái chỗ là cái lúc mà cái laptop của em là cái tài sản của một đứa du học sinh nông dân như em mà bị vỡ, thì em gọi cho ảnh và em khóc rất là nhiều. Thì ảnh mới nói là để ảnh giúp, và ảnh nói là đừng có ngại về cái việc mà nhận tiền của ảnh để mà mua laptop mới. Vậy ảnh biết là em đi học là nông dân nên là không có nhiều tài chính, thì ảnh chủ động giúp đỡ. Rồi bây giờ lấy chồng rồi, giờ có tính sanh con cho người ta không? Dạ, về việc có em bé thì ảnh nói là quyền quyết định của con. Con cứ học xong và cảm thấy thoải mái hết là được. Tại vì gia đình cũng không có áp đặt. Theo phong cách của Tây thì người ta sống một cách rất là thoải mái. Nhưng mà Tú Lệ có dự định là sẽ có baby không? Michelle, you want to have a baby? Do you want a baby? What happened? Let's see what happened. Yeah. Yeah. You must tell her, no, I want baby. To try maybe. Thôi bây giờ trước khi đến cái phần chúc á, thì phải lạc đến cái phần mà chúng ta cần phải nói ra tốt về nhau. Những cái điều và cái người bạn đời của mình á mà mình cảm thấy chưa hài lòng. Dạ. Có thể gọi là tật xấu, hoặc là gọi là một cái điều mà mình cảm thấy muốn là cần mong thay đổi. Cần thay đổi để cho cuộc sống nó hoàn hảo okay hơn. Ok hơn, perfect hơn. She goes to sleep too early and I don't know, I'm Italian, I like the to go sleep late in the night, but usually she felt asleep very early. So I said, okay, more energy in the evening, please. Ngủ rất là sớm. Dạ. Vậy á hả? Em con là tại vì em thức dậy sớm đã quen rồi, 5 giờ. Hồi đó con ở sinh viên thì mình đi làm nó đã trở thành thói quen. Còn khoảng tầm 10 giờ là con đi ngủ mất tiêu. Là đi ngủ. Còn ảnh thì ảnh dậy trễ hơn và thức khuya hơn. Nên là chỉ muốn là con có nhiều năng lượng vào buổi tối để mà có thể tham gia đó, những cái hoạt động vào buổi tối. Đúng chơi rồi, hơn. Vậy thì mới có em bé được. Ngủ sớm quá. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ, đối với con thì tại vì có thể là tính chất công việc của ảnh nên là ảnh rất là kỹ từng chi tiết và từng thời gian. Dạ. Con chỉ muốn anh kỹ sư ảnh mà. Dạ, chỉ muốn ảnh là sub your life 5 minute change. Đó là cái câu mà bạn của ảnh là đồng nghiệp á cũng nói anh này cũng quá kỹ tính. Nhiều khi á ảnh làm áp lực với nhiều người. Sau cái hay nói, ê mày dừng cuộc sống mày 5 phút được không? Để mà thay đổi được. Đó. Vậy. And they send this. Yeah, I understand. Là quá kỹ. Thế thì em muốn Michelle sẽ thay đổi điều gì? Có thể là em nãy thay đổi chính em trước. Em phải học thêm những đó, con những mong muốn rồi đó. Stop 5 minutes. Stop 5 minutes. More flexible. Yeah. Yeah, that's all. Bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà đến từ chương trình như sau. Trước tiên đó chính là một cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal, với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt thiết kế kính âm độc đáo, giúp an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào thân mũ khi cần. M139 an toàn thời trang tiện lợi. Quà tặng tiếp theo đó chính là một miếng cước chùi nồi, kèm theo đó chính là một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân, địa chỉ 643 Điện Biên Phủ, phường 1, thành phố Hồ Chí Minh, gần ngã 6. Quà tặng là một phần mặt nạ đắp 1 tháng của thương hiệu Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất Nhật Bản. Nay đã có mặt tại gian hàng chính hãng M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày, bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun.
Quà tặng tiếp theo đó chính là một voucher nghỉ dưỡng 5 sao tại Green Bay Phú Quốc Resort and Spa trị giá 10 triệu đồng, bao gồm một đêm phòng Garden View kèm bữa sáng buffet và tiệc trà chiều dành cho hai khách, xe đưa đón sân bay 2 chiều và sử dụng miễn phí tất cả các hoạt động trong resort như chèo, kayak, tập yoga, lặn biển ngắm san hô. Còn bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. À, các bạn quay lưng lại với nhau nào. Rồi. Size giày của chồng bạn là bao nhiêu? Đó. Con trả lời vậy xong chồng con size trả lời phải giống y chang con nói cho anh biết đi. Tám chồng là bao nhiêu? Size giày của tám chồng là 42. Quay lại luôn con. Ôi, wow. Chính xác. Thế thì 42, 38. Ôi, wrong. Như vậy thì với đáp án size giày 42 thì cả hai vợ chồng nhà tám đều viết đúng chính xác. Đồng nghĩa với việc là hai vợ chồng sẽ được ưu tiên chọn trước màu sắc mà mình yêu mến. Màu gì? Em chọn màu vàng đi. Màu vàng. Rồi. Hai vợ chồng Tú Lệ chọn màu gì? What's the color you want? Red. Yeah. Thôi, em màu hồng nha. Em okay. Màu hồng. Rồi. Rồi của ai nấy hưởng. Sau đây xin mời các cặp vợ chồng chúng ta tiến lên nào. Thuận với chị Vân sẽ mở trước nha. Rồi chơi trong này là gì nha. Hai. Who now? And. Chị tự coi chị. Rồi mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở nào. 2, 3, mở. Wow. Chúc mừng hai vợ chồng Tú Lệ và Michelle đã nhận được phần quà, đó chính là một cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal. Và chúc mừng hai vợ chồng nhà tám. Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ dưỡng để kết thúc mùa hè này rất là đặc biệt và rất là ấn tượng khi mà bạn đến với Resort Green Bay ở tại Phú Quốc. Trị giá của chuyến đi nghỉ dưỡng này là 10 triệu đồng. Chúc mừng hai cặp vợ chồng. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Thay mặt chương trình xin cảm ơn các cặp vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình rất hay và đầy ý nghĩa. Và mỗi tối thứ năm hàng tuần vào lúc 19:30, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.